Thôi các bạn, ở bên kia là Vinhome Grand Park, còn ở đây là cái đường này là đường 9A, bạn coi trên Google Map ha. Đây là đường 9A, còn hướng mà bên kia đó là cái bãi đất, cái quỹ đất dành cho cái công trình của cái đường vành đai 3 đó. Thì ở đây sẽ có một cái khu đất, chỗ này là chắc cũng có quy hoạch gì đó nhưng mà chưa triển khai nè. Nên là hiện tại bây giờ bà con ở đây ra đây thả diều. Giống như có cái cánh đồng ở đây đó thì thả diều. Còn bên này á, là trường mầm non. Còn hướng bên này cái chỗ mà cái khối nhà đó bạn thấy á, đó là trường tiểu học với trường trung học. Thì bạn sống ở Vinhome Grand Park, ngoài cái chuyện đó là bạn chọn những cái trường ngay bên trong của khu Grand Park, bạn cho con bạn đi học, thì bạn cũng có thể chọn những cái trường bên ngoài như thế này, không sao cả ha. Còn bây giờ thì tụi mình thả diều chứ tiếp đây. Diều màu đen đen nè của tụi mình nè. Hôm nay thằng nhóc nó đi học xong thì nó ra đây nó thả diều luôn, chơi cho vui. Nhưng mà thả diều thì cũng rất là cẩn thận ha các bạn. Cái dây thì mình cũng khống chế nó bay thấp thấp thôi, bởi vì lỡ mà cái diều nó rớt xuống mà ra ngoài đường ngoài kia thì rất là nguy hiểm cho những người đang đi đường ha, không nên. Nên là mình chỉ thả là mình kiểm soát được nó thôi. Trong trường hợp mà nó có rớt xuống thì nó cũng loanh quanh trong cái bãi đất này thôi ha. Ok, goodbye. Đây là kênh STV.